Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm tặng quà tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thành phố Cần Thơ có 38.400 gia đình chính sách, gần 5.000 thân nhân của liệt sĩ và thương binh bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ đầu năm 2024, Cần Thơ đã tổ chức 9 đoàn đi thăm tặng quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng kinh phí trên 9 tỷ 400 triệu đồng từ ngân sách địa phương. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa thành phố Cần Thơ đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời lưu ý địa phương tiếp tục phát động trong toàn dân chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực ngoài ngân sách chăm lo cho người có công. Chủ tịch Quốc hội đề nghị biểu dương khen thưởng kịp thời tổ chức cá nhân chăm lo người có công với đất nước, với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên làm ăn có hiệu quả. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 50 phần quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương viếng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tượng đài chiến thắng và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu 9, trao 20 phần quà tặng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ chiến sĩ là thương binh, con em gia đình liệt sĩ thương binh, gia đình có công với cách mạng.